Bên trái là chợ đêm Đức Huệ ha các bạn. Trước mặt chúng ta là cổng chào của huyện Đức Huệ. Bản chào huyện Đức Huệ kính chào quý khách. Bùng binh rất là lớn ngay trung tâm của huyện Đức Huệ luôn. Tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân, bên trái nhà đại gia, bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ đây. Điểm nhóm Tinh Lành Đông Thành. Trung tâm chính trị trường tiểu học Nguyễn Văn Thể ha. Không phải là điện lực Đức Huệ ha. Chợ Đông Thành. Bên phải là bưu điện của huyện Đức Huệ. Bên phải đây là phòng tài nguyên môi trường ha các bạn. Trung tâm hành chính công. Bên phải chúng ta đây là bến xe khách Đức Huệ các bạn. Bên trái có căn nhà rất là đẹp ha. Một cái ngôi chợ chồm hổm thịt heo nè, ngồi lướt web luôn. Ồ, rau tươi quá ha. Trời ơi, cảnh những căn nhà, những cái lốc nhà hồi xưa xây. Ồ, khu vực này cũng có dãy nhà trọ. Đây ra lại đường Nguyễn Văn Chính không, bên đó là chợ đêm Đức Huệ. Rồi hello, chào tất cả các bạn ha. Thì giờ này là cũng 2 giờ chiều rồi. Chúng ta đã đến cái, đây là cái cầu Đức Huệ các bạn. Đây là ranh giới giữa bên này là trực thuộc huyện Đức Huệ, còn bên này là trực thuộc huyện Đức Hòa của tỉnh Long An hết ha. Thì chúng ta đã khám phá trung tâm của thị trấn Hiệp Hòa của huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Đó là phường, đây là trung tâm thị trấn Hiệp Hòa các bạn. Đường này có tên là DT839. Đây là cái dòng sông Vàm Cỏ Đông các bạn. Nó nằm ở nhánh đông cho nên gọi là Vàm Cỏ Đông. Nó có cái Vàm Cỏ Tây nữa. Hướng này là về thượng lưu các bạn. Về đến ngay chỗ nhánh ngã ba sông Vàm Cỏ Đông này kết hợp với Vàm Cỏ Tây. Nhập vô là Vàm Cỏ, sông Vàm Cỏ chạy ra dòng sông Sò Rạp đó các bạn, là ra ngay cửa biển ngay chỗ cái xã Lý Nhơn của huyện Cần Giờ. Mình quay cái cửa biển đó rồi ha. Còn phía nhánh bên này là hạ lưu. Hướng này chạy về Tây Ninh đó các bạn, địa phận của huyện Đức Huệ, được xem là gần tiếp giáp với lại đường biên giới giáp ranh với Tây Ninh các bạn, tiếp giáp với lại Campuchia. Rồi chúng ta khám phá luôn cái huyện Đức Huệ của tỉnh Long An qua cái cầu Đức Huệ. Đây là bắt đầu qua địa phận của huyện Đức Huệ đây. Đường DT839 này là trực thuộc thị trấn các bạn, thị trấn Đông Thành. Thì huyện Đức Huệ này có một thị trấn và 10 xã. Thị trấn đó là thị trấn Đông Thành của huyện Đức Huệ. Khung cảnh trên con đường dẫn từ cầu Đức Huệ nối giữa bên kia là trung tâm thị trấn Hiệp Hòa của Đức Hòa. Đức Hòa với Đức Huệ bắc qua dòng sông Vàm Cỏ Đông qua cái cầu Đức Huệ. Hai bên đường có những cái xưởng với lại cửa hàng vật liệu xây dựng lớn quá trời lớn. Nhà nghỉ bên đó là cái nhà nghỉ. Trời ơi, cây xoài quá trời trái luôn. Quỹ đất trống mặt bằng cho thuê.
đường dẫn vào trung tâm của thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, cơ sở Diễm Sương, đá hoa cương, mặt tiền, cầu thang, phòng khám. Bên trái là nhà thuốc với lại điện máy, bên phải là một cái xì ba neo nối mi gọi đầu quảng cáo, đó, tiệm sửa xe, đồ gỗ nội thất. À, bên trái là chợ đêm Đức Huệ ha các bạn, chợ đêm Đức Huệ. À, đường này có tên là đường Nguyễn Văn Chính luôn ha. Có tên đường. Đường Nguyễn Văn Chính, trục lộ chính dẫn vào trung tâm của thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Đây, trước mặt chúng ta là cổng chào của huyện Đức Huệ, thị trấn Đông Thành. À, bên trái có cái trạm xăng dầu chính hiệu Petrolimex. Khung cảnh vào lúc buổi trưa 2 giờ rồi, đi sáng giờ rồi đến tuốt với cái vùng sâu vùng xa tỉnh Long An, huyện Đức Huệ luôn này. Trời ơi, cửa hàng vật liệu xây dựng mà lớn quá trời lớn người ta. Đường Nguyễn Văn Chính à. Khu phố bên đó chút chúng ta hoành lại đi khám phá. Giờ đi thẳng vô trung tâm hành chính của huyện Đức Huệ. Đây bên trái có bảng chào huyện Đức Huệ, kính chào quý khách. Một cái quảng trường của huyện mới xong, cái tối chắc làm hội chợ rồi. Bánh tráng trộn cô Út, Viettel, cửa hàng Viettel, cửa hàng quần áo thời trang khá là lớn ha. Quán nướng hay ngã ba Mũi Tàu, ngay ngã ba Mũi Tàu luôn. Trung tâm của huyện Đức Huệ, thị trấn Đông Thành. Bên trái là điện máy xanh, bùng binh rất là lớn ngay trung tâm của huyện Đức Huệ luôn.
Lại tiếp tục một cây xăng dầu. Bên trái đó là hội đồng dân, ủy ban dân huyện Đức Huệ ha. Đường này có tên là đường Châu Văn Liêm ha các bạn. Thì từ Bùng Binh này, đường Châu Văn Liêm này chạy về đến cửa khẩu Tho Mo các bạn, để đi qua Campuchia đó. Đường này để đi về biên giới Campuchia ha, khoảng 20 cây. Thì đây về đó là khoảng 20 cây các bạn. Đây chi cục thi hành án mới đi qua cái công an huyện Đức Huệ, bên này là tòa án nhân dân. Đây là viện kiểm soát nhân dân huyện Đức Huệ. Bên trái này là gì đây? À, huyện ủy các bạn, huyện ủy. Đối diện là những căn nhà mới sửa chữa khang trang, văn phòng công chứng Đức Huệ, khu phố 3. Trên đường Châu Văn Liêm. Cửa hàng điện thoại quá là trời lớn. Mặc dù những con hẻm ốc bên trong nhưng mà biển báo rất là đầy đủ các bạn. Hôm nay là chủ nhật cho nên khung cảnh bị hoang vắng ha. Rồi đường này là cứ đi thẳng là về đến cửa khẩu Tho Mo, đi qua Campuchia. Đây về đó khoảng 20 cây. Quẹo vô đường này là đường Nguyễn Bình để hoành lại trung tâm. Rồi bên trái nhà đại gia. Ôi, bất ngờ bất ngờ bất ngờ. Bên phải này là một cái trường học, là tiệm gỗ, lạp xưởng, nhà làm, quán lẩu gà lá é. Chà, kế bên một quỹ đất đại gia mua để đó. Những con đường dân sinh ở bên trong. Bên phải này là cái gì đây? Đây cổng số 2 nha. Cổng số 2. Nhà đệ thể. Đây là công an thị trấn Đông Thành. Ở ngoài đường Châu Văn Liêm đó là công an quận, công an huyện. Đây công an thị trấn, Sở Y tế Long An, Trung tâm Y tế Đức Huệ. Trung tâm Y tế Đức Huệ, đây là một cái bệnh viện rồi các bạn. Đường Nguyễn Bình đi ra đây là gặp cái con đê này. Đường này là đường Dòng Vinh. À, bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ đây. À, cổng này cổng số 1 ha. Lèo tèo có khoảng 15 xe. Xe của cán bộ công nhân không. Rồi, chúng ta đang đi song song với một cái con kinh Tông Vinh, Gồng Vinh. Đường này có tên là đường Gồng Vinh. Bên phải này trồng hệ thống cây bông giấy khá là đẹp ha. Quẹo trái đường Hồ Văn Huê này là ra đường Châu Văn Liêm hồi nãy đi được á. Cho thuê nhạc sống luôn nè. Điểm nhóm Tin Lành Đông Thành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Nhà này buôn bán cây kiểng.
kế bên là cái gì đây? Bên này là cái gì? Bệnh viện đúng rồi. À, bệnh viện đi vô. Còn cái này là cái nhà gì? À, trung tâm chính trị. Đây ha các bạn, ta ra đường 839 nè. Hướng này chúng ta đi thẳng là đi về Bến Lức về Tiền Giang vẫn được các bạn. À, bên phải này là trường tiểu học Nguyễn Văn Thể ha. Chủ nhật các cháu học sinh nghỉ khá là đẹp, ở ngoài có hệ thống cây rất là đẹp ha, nở bông hoa màu tím mà. Bên đó là khu phố văn hóa, phòng lao động thương binh và xã hội. À, trước mặt đây là phòng giáo dục và đào tạo, còn quẹo vô hẻm đó là phòng thương binh và xã hội các bạn. Đó, kế bên là cái ngân hàng Agribank. Đây là hội khuyến học. Còn giữ lại căn nhà từ thời còn lập ấp, lập thôn, lập xóm. Một cái ngân hàng. Kế bên là cái cục thuế, phòng tài chính. Bên này là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các bạn. Căn nhà nó có rất là lâu đời, thời đá rửa. Đường này có tên mới sau này là đường Nguyễn Trung Trực các bạn. Đây là đường Nguyễn Trung Trực. Bên phải là điện lực Đức Huệ ha. Điện lực Đức Huệ. Ban nhân dân huyện. Đây căn nhà bỏ hoang, toàn là nhà hành chánh cơ quan nhà nước không đó. Ra lại bùng binh ha các bạn. Đây trung tâm của huyện, chúng ta quẹo vô thăm cái ngôi chợ rồi chợ Đông Thành luôn ha. Chợ Đông Thành, đến giờ này 2 giờ trưa rồi, chẳng còn gì nữa đâu. Quay nói chung là đi khám phá, xem khung cảnh tại một cái huyện vùng ven, tiếp giáp gần với lại cửa khẩu Tho Mo, Campuchia. Chợ hả? Những sạp đóng cửa. Chợ gà. Tôm, cua, cá, thịt, thà, rau, củ, quả ở phía sau. À, bên này là bán chuyên bán về thịt. Bên kia là rau củ quả các bạn. Bên này là thịt. Đây có nhà toilet. Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ. Bên phải là bưu điện của huyện Đức Huệ. Đây ngã ba mũi tàu đây. Đường này nãy chúng ta đi rồi đó. Bây giờ chúng ta quẹo vô đường này. Hội chợ
xong rồi, bây giờ là dẹp đúng rồi, tháo sạp rồi các bạn, giờ đang trong tình trạng tháo sạp mà. Rạp sân khấu cũng tháo xuống rồi. Vậy là hoạt động mấy bữa nay rồi. Đường này có tên là đường Quỳnh Công Thân. Khu trung tâm của thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Bánh tráng trộn, mọc vịt lộn, trà sữa bí đao. Có một cái bô đá. Tiệm rửa xe bên này là xì ba rồi quần áo thời trang á, có cái cây cổ thụ, cây cổ thụ quá trời đẹp luôn, bự, gạch đá để còn ngổn ngang. Tiếp tục một shop quần áo trẻ em, hai cái cửa hàng kế bên luôn, không biết có quen biết không, nguyên dãy này là người ta xây lên kiosk cho thuê ha. 4 cái cửa hàng buôn bán quần áo trẻ em kế bên nhau luôn ta. Bên phải đây là phòng tài nguyên môi trường ha các bạn. Là trung tâm hành chính công của huyện Đức Huệ luôn. Bên phải có cái cửa hàng Petrolimax chính hiệu. Đây có những căn nhà cổ nè, nhà bỏ hoang, biển số cũ vẫn còn, biển số 30. Đây căn nhà này cũng vậy nè, đá rửa nè, khi xưa nó là đại lý thức ăn gia súc. Hoa viên, bên phải chúng ta đây là bến xe khách Đức Huệ các bạn. Có thể đón xe buýt từ bến xe Chợ Lớn, đi xe số 627 ha. 627 bến xe Chợ Lớn về đến đây luôn. Căn nhà đó không á, vẫn còn có máy lạnh, vẫn còn có người ở. Cuộc sống của một cái vùng xa xôi của tỉnh Long An, đó là huyện Đức Huệ, nơi cũng gần tiếp giáp với Campuchia. Bên trái có căn nhà rất là đẹp không? Đây căn nhà đã rửa kế bên nữa nè. Phía sau lưng căn nhà này là có cái con kênh, con mương gì đó. Khu phố 1, thị trấn Đông Thành, Đức Huệ, tỉnh Long An. Bên phải này là có cái nhà của cơ quan nhà nước gì đó, nhìn hoang phới quá ta. Các tiệm làm tóc, xì ba, nail, tiệm vàng. Shop quần áo khá là lớn. Vô đến một cái ngôi chợ, chợ Chòm Hổm. Đây ha, có một cái ngôi chợ
Chạy thẳng luôn thôi coi. Thôi chút quành lại đi. Chạy xuống dưới đây coi bà con đang kinh doanh mua bán chợ chiều ha. Hàng quá còn đầy nhóc luôn. Thịt heo nè. Ngồi lướt web luôn. Ngồi lướt web luôn. Cảnh mua bán hải sản, tôm cá mực, có gà, chân gà luôn nè. Ồ, rau tươi quá ha, rau rất là tươi. Hàng mới về. À, cuối con đường này là chúng ta ra gặp cái sông Vàm Cỏ Đông rồi các bạn. Không biết còn có đường đi nữa hay không. Ồ, đây có một cái xưởng may giải thể rồi. Biết còn hoạt động không. Ồ, đây cuối đường có cái trạm xăng dầu. Đây là hẻm cục rồi các bạn. Nhà trong này hẻm cục rồi. Hết đi được rồi. Trời ơi. Cảnh những căn nhà sống tạm bợ ha. Ồ, căn nhà này giống như xây dựng từ thời Pháp nè. Ồ, bà cụ. Nằm thảnh thơi dưới gốc cây. Hoành chạy vô cái ngôi chợ. Lốc nhà hồi xưa xây rất là giống nhau ha, cho thuê một dãy kiosk luôn. Bà chủ là người giàu có tại cái vùng này. Đây chúng ta quẹo vô chợ đi, đi xuyên Tâm Liên luôn. Sạp quần áo, một cái tiệm bạc, wow, hết luôn, thẳng ra ngoài đường bên kia luôn. Thì khám phá bấy bá luôn. Ồ, đây có vẻ nhà trọ nữa. Ồ, khu vực này cũng có vẻ nhà trọ. Vẻ nhà trọ nhiều quá. Quá trời luôn ta. Tất nhiên là trên địa phận này có một cái xưởng công ty xí nghiệp.
người dân nhập cư nữa. Cảnh những thửa ruộng đã được thu hoạch, giờ cho xuống những cái hạt giống mới. Trời, làm neo gọi đầu phòng máy lạnh luôn. À, bên này là những dãy kiosk cho thuê. Rồi, căn nhà rất là eo ụt. Bà chủ có tổng cộng 8 căn. 8 căn phòng quá đã luôn. Đây là những cái gì đây? Rồi, đem lúa ra phơi hả? Bên trái là gì đây? À, kho bạc nhà nước Đức Huệ. Trời ơi, hôm nay chủ nhật đóng cửa. À, khu vực ra đến ngay chỗ khu hành chính công đây các bạn. Đây, bảo hiểm xã hội huyện Đức Huệ ha. Trạm chăn nuôi thú y huyện Đức Huệ. Đây, cái nhà màu này là nhà trung tâm hành chính công đây. Phan Văn Mãn, đường này có tên là đường Phan Văn Mãn. Đây cũng là cái tuyến phố đi bộ khu phố đêm tại thị trấn Đông Thành của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Chúng ta ra lại cái trục đường chính 839, DT839 đó các bạn. Bây giờ là tên là đường Nguyễn Văn Chính ha. Đây, ra lại đường Nguyễn Văn Chính. Không, bên đó là chợ đêm Đức Huệ. Nằm trước cái cổng chào của trung tâm thị trấn Đức Huệ. Rồi, như vậy là sáng nay chúng ta đã đi khám phá hai cái huyện của tỉnh Long An, đó là huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ của tỉnh Long An ha các bạn. Rồi, các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.